Let's go! Tết 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 đến rồi. Xuân gắn kết, vui đón Tết cùng Quốc Vũ. Con chào bà. Bà ơi bà. Wow. Giờ thì cả nhà mình hãy cùng nhau chuẩn bị cho ngày Tết nha. Dọn dẹp nhà cửa thế nào? Lucy cứ mãi chăm chú xem mà chẳng phụ giúp mọi người. Hành động này không ngoan chút nào đâu, Lucy ơi. Hả? Thôi nào Lucy, em cất máy tính bạn đi được rồi đấy. Không, trả cho em. Về quê nghỉ Tết chả vui gì cả, ai cũng phải đi dọn dẹp. Ôi trời, không có gì vui cho Lucy của ông à, để ông xem nào. Đố các bạn biết cả nhà sói đang chuẩn bị làm gì đây? Món gì đấy nhỉ? Ai đã đoán được ra rồi nào? Lá dong đã rửa sạch, thêm chút gạo nếp, đỗ xanh, rồi đến thịt, lại thêm lớp gạo và đỗ, ta chỉ việc gói lại. Chính là món bánh chưng hảo hạng này. Đón chờ chiếc bánh tự tay của hai anh em gói nào. Để bà giúp hai đứa nhé. Cùng đi luộc bánh chưng nha. Tết, Tết đã đến đây rồi. An khang thịnh vượng. Cùng vặn lời chúc bình an. An khang thịnh vượng. Đã đến đây rồi. An khang thịnh vượng. Hạnh phúc ngập tràn khắp nơi nơi. Chỉ cần cả nhà mình dành thời gian ở bên nhau, con đã thấy rất vui rồi ạ. Cả nhà ơi, cùng chúc mừng nhau. Chúc mừng năm mới. Truyền thuyết về niên thú. Ngày xưa ngày xưa, niên thú lại xuất hiện từ trên đỉnh núi cao nhất, hoặc là từ dưới đáy biển sâu. Và sau đó, vì đói bụng, niên thú sẽ quậy phá, ăn thịt gia súc, phá hoại mùa màng và thậm chí cả dân làng, đặc biệt là trẻ em. Không, bà Đồ và Cát đang gặp nguy hiểm. Nguy hiểm hơn bao giờ hết. Sao đó có chuyện gì vậy? Mọi chuyện đã thay đổi khi có người từ phương xa ấy cũng tới. Thế là hóa ra niên thú sợ hãi nhất ba thứ: màu đỏ, lửa và tiếng ồn. Đó chính là lý do tại sao chúc mừng năm mới bằng đèn lồng đỏ và pháo đấy các cậu. Wow. Rufu chúc các bạn và gia đình năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng.
chiết há cảo may mắn. Đố các bạn nhỏ biết phong tục gói há cảo ngày Tết là của quốc gia nào? Đây chính là quả táo tàu may mắn đó hai con. Ai ăn được nó sẽ gặp may mắn cả năm sau. Còn lâu đi, chứ há cảo đó là của tớ. Nào, chưa đến giờ ăn đâu. Vũ Phu đánh dấu để gian lận đây mà. Nhưng làm sao mà qua mắt được Pando cơ chứ? Ai muốn ăn thử trước nào? Cháu ạ. Giờ cái há cảo nào cũng như nhau. Con không thể gian lận được đâu nha. Nhanh nào Gufu, cháu chọn một chiếc há cảo đi. Quả táo to đó đây. Ôi không. Pando, thử há cảo con làm đi. Con ăn được táo đỏ này bố ơi. Wow, hóa ra tất cả há cảo đều có táo đỏ. Đây chính là bất ngờ của bố gấu. Chúng ta đều xứng đáng được may mắn. Hãy chia sẻ và yêu thương nhau nhiều hơn nhé. Phù chúc các bạn và gia đình năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng. Ta phải đi ngủ rồi. Hôm nay hai con đừng đi ngủ vội nhé. Nhà mình sẽ đón giao thừa cùng nhau đêm nay. Mình cùng chơi gì đó để giết thời gian đi. Đêm trước năm mới. Năm mới đến thật là lâu ạ. Hay mình ra giúp bố mẹ chuẩn bị đồ đi. Vâng ạ. Wow. Mẹ cần giúp gì không ạ? Mẹ cảm ơn. Mẹ xong rồi đây. Hai con chạy ra giúp bố đi. Vâng ạ. Pháo hoa nguy hiểm lắm Gufu. Để đấy bố làm cho. Ôi, vậy Gufu và Lucy sẽ làm gì cho đỡ buồn ngủ đây? Chà, Gufu thì ngủ gật, còn cạnh đó là Lucy thì đã ngủ lúc nào không biết. Chúng ta không thể đi ngủ được. Giờ em đố anh ngủ được đấy. Cách đội xô nước lên đầu của Lucy đã bị Gufu phản đối ngay lập tức.
Hoan hô! Ôi trời! Còn ý tưởng của Vũ Phu thì làm cả hai bị đóng băng. Này, hai con gói quà giúp mẹ được chứ? Chào ơi, hai anh em đã buồn ngủ quá rồi kìa. Wow. Mình để hai con ngủ nhé. Vâng ạ. Hoan hô, năm mới cuối cùng đã đến rồi này các bạn nhỏ ơi. Chúc mừng năm mới. Vũ Phu, Vũ Phu. Lạc trong đêm giao thừa. Tôi nghe. Tôi có việc phải đi ngay bây giờ. Anh có thể trông Bufo giúp tôi một lúc không? Ôi, thế là Bufo phải đi cùng với gia đình Bufo rồi. Tớ sẽ tặng chúng cho bố mẹ sau khi tan hội. Đi nào, mẹ tớ sắp lên hát rồi đấy, Cô Phu. Trời, vì quá đông người đi lại nên hai bạn nhỏ phải khó khăn lắm mới nhặt được hai quả cầu. Mẹ ơi, bố ơi, Bufo, Bufo, Bufo. Ôi không, và do đó Bufo và Bufo đã bị lạc khỏi bố mẹ sói. Nhanh nào. Chúng ta quá nổ. Giờ chúng ta có thể đi tìm cảnh sát. Lạy Chúa tôi, đó chỉ là một chiếc xe cảnh sát đồ chơi. Hai bạn nhỏ phải làm gì bây giờ? Bufo, Bufo. Chúng cháu ở đây à? Bố ơi. Bác ơi. Bố ơi. Wow, hai bạn nhỏ thật là thông minh. Chúng cháu ở đây à? Chúng cháu ở đây à? Cả hai con thông minh lắm, bố rất vui. Nhưng lần sau, hai con phải bám sát người lớn ở những nơi đông người. Ôi trời, mũi của Casper bị sao vậy? Máy phát hiện nói dối. Thế là đi tăm dò lâu đài của Gufu mất rồi. Lâu đài của anh. Ai là người
Được, ta thấy anh sẽ có cách tìm. Hả? Cậu nhận tội đi, anh Gốc Phu sẽ không mắng cậu đâu. Ôi, Lucy ơi, trốn tránh lỗi lầm của mình như vậy là điều xấu đó nha. Có ngay, chiếc máy phát hiện nơi rồi. Casper, em vào trước đi. Có phải em làm đổ lâu đài của anh không? Dạ, vâng, là em. Em chắc chứ? Là em à. Chắc cái máy này bị hỏng rồi đó anh. Và thế là Casper đã có một chữ mũi dài vì không thành thật đấy. Mình phải tìm Lucy thôi. Yên tâm, tí là cậu trở lại bình thường thôi. Chơi tiếp đi. Bạn thấy đó, sự bất tiện của chiếc mũi khiến Casper chẳng thể nào vui chơi thoải mái được cả. Tại sao lại có sự bất công vậy chứ? Là em, chính là em. Em xin lỗi, anh ơi, anh mau giúp Casper trở lại bình thường đi anh. Casper, em đi vào và nói sự thật đi. Em không phải là người làm hỏng lâu đài. Lần sau em nên thành thật nhận lỗi của mình đấy nha, nhớ chưa? Vâng. Gian dối là từ chối ngay nha các bạn ơi. Ôi trời, Pango ốm mà không chịu uống thuốc đấy à? Cho câu này. Tuyệt vời. Nếu ho thì phải uống thuốc. Chà, hôm nay xem ai đến chơi với Gúp Phu đây. Bạn chuột này tên là Miri. Còn đây là bạn TT, có tên đáng yêu là Pango. Wow, ngon quá trời. Wow. Nhanh lên cô nai ơi. Uống thêm siro ho là cháu sẽ nhanh chóng khỏe khoắn hơn thôi. Vì uống nước quá lạnh mà Pango đã bị ho do đau họng đấy. Thật đáng lo. Con uống cái này đi. Đắng quá à. Dạ không, cháu không uống đâu cô ơi. Ôi trời, liệu Gốc Phu có cách gì để giúp Van Gogh chịu uống thuốc ho không nhỉ? Để đây nào Van Gogh. Pango ơi.
lọ siro giấu mình trong lon coca ư? Vũ Phu thật là sáng tạo. Này Pango, cậu uống tiếp coca không? Được chứ. Vịt cứ là sao ấy? Vẫn siêu ngon tuyệt luôn. Hóa ra thuốc cũng không đáng như tớ tưởng ấy nhỉ. Tớ chẳng sợ uống thuốc nữa đâu. Wow, hôm nay các bạn lại được đi chơi ở bể bơi kìa. Quá nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra vậy? Sử dụng phao đúng cách. Anh bạn ơi, cho em lên phao với anh. Nhanh chân thì con, chậm chân thì hết trâu luôn đó, Gu Phu à. Phao đẹp thế, tớ cũng muốn ngồi cùng. Không được, cái này chỉ chứa được hai người thôi mà. Cùng xem hậu quả của việc ngoan cố này là gì đây. Này nhá, đã nói là chỉ ngồi được hai người trên đó thôi cơ mà. Nếu quá nhiều người sử dụng phao này một lúc sẽ không an toàn đâu. Để bố thuê thêm phao. Các bạn hãy lưu ý số lượng người được phép ngồi trên phao, đảm bảo an toàn nha. Ôi Lucy, đừng chạy trên phao, quá nguy hiểm. Lucy, cẩn thận con ơi. Lucy à, không được đứng trên phao như vừa nãy nữa. Hành động rất nguy hiểm đó con. Bài học thứ hai của hôm nay là gì? Các bạn nhớ lại được không nào? Do anh đã bày trò, xin lỗi em. Các bạn thích hình ảnh Lucy như thế này không? Vì sao lại vậy? Wow. Cùng tìm hiểu thôi. Nàng vũ công múa mím. Lucy không thể rời xa món bim bim ưa thích đây mà. Trông em hơi khác đó Lucy ơi. Không phải lo anh ơi, em vẫn nhảy múa bình thường luôn. Ôi trời, có vẻ buổi tập múa khá khó khăn với Lucy rồi. Mình mà béo lên thì có múa được ballet nữa không nhỉ? Cân nặng có phải là điều ảnh hưởng đến khả năng múa của Lucy không? Wow. Em được. Mời Lucy vào. Hmm.
Mình phải cho mọi người thấy mình thử sức múa ba lê tốt mới được. Thế là xong. Mọi người ơi, nhìn em xem tuyệt chưa? Cẩn thận kìa, Lucy. Cân nặng không phải là vấn đề ảnh hưởng đến em. Chỉ cần Lucy quyết tâm chăm chỉ luyện tập, em sẽ vẫn múa đẹp thôi. Dạ, em đã hiểu ạ. Các bạn nhỏ hãy nhớ, điều quan trọng của thành công chính là sự kiên trì và chăm chỉ rèn luyện đó nha. Máy điều khiển suy nghĩ. Nó có thể điều khiển cảm xúc của tất cả mọi người luôn. Này, đây đó. Gufu, Gufu ơi. Chơi bóng với bọn tớ đi, Gufu. Các bạn nhỏ tập luyện thể thao lại còn đúng môn đá bóng yêu thích. Thật tuyệt vời, vừa khỏe người mà vẫn siêu vui đó nha. Gufu chơi đá bóng giỏi quá, không ai qua mặt được cậu ấy luôn kìa. Gufu có vẻ chẳng vui chút nào. Gufu, làm như vậy là chơi ăn gian đấy, không tốt đâu nha. Giấu nữa. Cậu đã dùng máy gì đấy đúng không hả? Ôi không, điều này sẽ gây ra nguy hiểm gì đây? Cậu có thấy bảo bối của tớ ở đâu không? Cứ thế này thì gây to rồi, Gufu ơi. Tôi xin lỗi vì đã chơi gian lận với các cậu. Khi cậu nhặt được đồ đánh rơi của người khác, hãy nhớ không được sử dụng nó. Tôi tìm cách trả lại cho chủ nhân của nó đấy nha. Các bạn nhỏ đã hiểu lời dặn dò của bạn alien chưa nào? Cha cha. Có chuyện gì vậy?
băng giá của em bé Lucy. Theo mẹ thì Lucy có thích búp bê này không à? Oh, Lucy bảo có đấy. Vậy thì mình mua thôi à? Ôi, nhiệt độ điều hòa thấp quá, khiến mẹ sói lạnh run cả người. Và có vẻ mẹ sói đã bị cảm lạnh mất rồi. Lạnh quá. Nhưng mình thấy có lạnh lắm đâu nhờ. Wow, Vũ Phu có ý tưởng gì đây? Wow. Trời, chỉ vì mẹ nói là Lucy thích Elsa nên Vũ Phu đang tưởng tượng Lucy như một nữ thần băng giá ở trong bụng mẹ. Mẹ ơi, nước ấm đây ạ. Cảm ơn con. Ôi không, Vũ Phu đang sợ rằng Lucy có thể làm đóng băng bụng mẹ. Chiếc máy sưởi ư? Con định làm gì? Mẹ bị cảm lạnh ấy mà. Con chỉ cần giúp mẹ làm ấm là mẹ và em Lucy sẽ không làm sao. Thì ra là thế. Boy! Wow, chắc hẳn đây là chiếc giường trong mơ của nhiều bạn nhỏ đấy mà. Giường mới xịn thế hai con, rất đẹp. Giường cầu trượt là tuyệt nhất. Cha, ai đã làm chiếc giường tuyệt đẹp cho Vũ Phu và Lucy nhỉ? Mình sẽ ngủ ở trên này. Ngủ ngon nhé, cháu yêu. Không, búp bê Elsa rơi từ trên cao xuống nên hỏng mất rồi. Lucy, có chuyện gì vậy? Cháu muốn đi vệ sinh ông ơi. Nhưng cháu sợ trèo xuống lắm mà. Đúng rồi, chiếc giường tầng này cao lắm. Lucy sợ bị trượt chân và ngã. Đu dây xuống có phải là ý tưởng hay không ta? Trời, quá nguy hiểm. Cái khó ló cái khôn. Vũ Phù đã có sáng kiến mới. Cùng chờ xem nó là gì đây. Trông này, một bản thiết kế giường cầu trượt vô cùng độc đáo.
Để ông tìm xem có thứ gì làm cầu trượt không nhá. Chúng ta có thể làm bằng giấy bìa mà. Dùng gỗ sẽ chắc chắn hơn đó, hai cháu. Các bạn có mong chờ siêu phẩm dương cầu trượt đây mới lạ này không nào? Lucy! Mình cùng làm chiếc dương trượt ở nhà nữa nhé. Ôi, đang giờ ăn trưa mà sao các bạn nhỏ lại chạy nhảy nô đùa thế này? Ăn sao cho đúng cách? Và nhìn xem, thức ăn trong bụng đang phát tín hiệu cầu cứu. Kêu, kêu bơi, lên thuyền đi. Trời ơi, bạn dạ dày trong bụng sắp không chịu nổi được nữa rồi. Ôi không, ô phu. Thấy chưa, vừa ăn vừa chạy, không tốt cho dạ dày các em đâu. Nên, hãy ngồi vào bàn ăn nhé. Đến giờ ăn, hãy ngồi ngoan vào bàn để không bị đau dạ dày nhé các bạn nhỏ ơi. Bây đây. Sao tự dưng mình lại bị sặc nữa nhỉ? Em vừa ăn vừa cười nên mới bị sặc đó, Picky. Chúng mình cùng tìm hiểu xem vì sao lại thế nhé. Đừng vừa ăn vừa cười nha các bạn. Em hiểu rồi. Hai nguyên tắc để ăn cho đúng cách là gì? Các bạn nhỏ nhắc lại được chứ? Wow. Cậu được mấy điểm, Gufu? Ôi, tại sao Gufu lại chạy đi vậy nhỉ? Tỉ ra là do Gufu bị điểm kém. Gufu, chăm chỉ học lên. Bài kiểm tra của con đâu rồi? Phải đạt điểm A.
và đạt điểm A thì con mới ra ngoài à? Wow, nào chúng ta cùng xem. Với sự quyết tâm này, Vũ có thể đạt được điểm A không đây? Con chăm học để đạt điểm tốt, nhưng con không thể nhớ gì ạ. Nếu con muốn điểm cao, con phải học tập đúng cách. Con sẽ cố hết sức ạ. Giấu kẹo vào lợn đất. Không thể để mẹ thấy nó được. Mẹ sẽ mắng mình. Mẹ đã về rồi. Giờ thì Gúp Phu sẽ giấu kẹo ở đâu đây? Làm gì thế? Ôi trời, Gúp Phu đang giấu kẹo vào trong lợn đất ư? Nhưng ơi không, giờ Gúp Phu sẽ lấy kẹo ra bằng cách nào đây nhỉ? Mẹ sẽ mua đồ chơi cho em bằng tiền lợn đất này đây. Cha cha, chúng ta cùng xem Gúp Phu sẽ làm gì tiếp theo bây giờ. Lợn đất của em đầy ủ tiền rồi. Đây. Để cô giúp cháu đập nó. Hả? Nó trống không? Mẹ đã dặn con là không nên ăn nhiều kẹo rồi mà. Dạ vâng ạ. Tớ muốn làm nhà chơi màu đen. Không, tớ thích hồng cơ. Nhà ngược đen, nhà ngược hồng. Wow, vậy là bốn bạn nhỏ đã quyết định tự làm nhà chơi của mình. Và thi xem ngôi nhà nào được yêu thích hơn. Wow. Buffo và Pinky chơi ăn gian kìa. Oh.
Aha, dùng cái này, đồ đạc sẽ ở yên một vị trí. Đồng ý. Nhà hai cậu ấy có thể đẹp hơn, nhưng sao to bằng nhà của mình được? Uầy, món bảo bối của Alien ngầu quá đi. Chúng mình gọi thêm bạn đi. U là trời, U vô chơi thế này thật là không công bằng chút nào. Vũ Phu và Cát phải làm sao bây giờ? Tớ biết phải làm gì rồi. Đây này, nhà ông giờ cứ phi ôn theo. Còn có cả sân trượt ba tanh nữa này. Gu Phu thật sáng tạo. Nhà chơi này quá tuyệt luôn. Cậu có thể sang nhà tớ chơi. Thật u. Nhà búp bê trong vali. Chuyến đi đã bị hủy vì thời tiết xấu rồi Lucy. Nhưng em đã chuẩn bị xong rồi ạ. Ôi không, Gu Phu phải làm gì bây giờ? Chà, Gu Phu nghĩ ra ý tưởng gì đây? Lucy! Wow, nhà búp bê ở trong vali ư? Gu Phu thật là sáng tạo. Ôi trông này, giờ thì Lucy có thể nghỉ dưỡng ở ngay trong chiếc vali của mình rồi. Anh Gu Phu. Anh ơi, em muốn uống nước dừa. Lucy đang thực sự rất vui. Wow. Gu Phu. Hả? Xuống đây Gu Phu. Tớ vừa có bóng mới. Ôi trời, Gu Phu đã quên mất Lucy rồi sao? Con không nên để em nghịch nước một mình như vậy. Ừ.
bông trắng bên trong gối để làm mây. Xin chào. Cha cha. Và ngay sau khi khách sạn trên máy bay được hoàn thiện, Vũ Phú đã gọi các bạn của mình tới. Phòng 1 đang cần phục vụ nha em. Em tới ngay. Wow. Ôi trời, có chuyện gì vậy? Ôi không, Bufo đang phá hủy giây phút bình yên của hai phòng bên cạnh, của Pando và của Cat. Quý khách đang gây ồn nào ạ? Xin mời quý khách theo tôi ạ. Ôi, Goofy và Lucy định làm gì đây? Thật là nguy hiểm. Quả bóng của Bufo đã va chạm với một bên cánh của máy bay. Tan toàn. Tôi xin lỗi. Khách sạn này đúng là đỉnh nhất. Quan tòa Jenny. Tại sao Jenny lại bị sốt thế này? Là tại anh Goofy đó ạ. Ôi, Goofy đã làm gì khiến em Jenny bị sốt thế? Có dấu hiệu choáng váng rồi kìa. Lúc đó em Jenny vẫn chưa sốt đâu mẹ. Con có bằng chứng đây. Hả? Ôi không. Này. Dừng lại. Không được. Nước lạnh sẽ giúp hạ nhiệt độ đó anh. Liệu rằng phán đoán của Lucy có đúng không nhỉ? Nước lạnh mới là nguyên do làm Jenny sốt. Là lỗi của Lucy à? Không phải. Thế rốt cuộc ai mới là người khiến Jenny bị sốt đây? Em bé vô cùng nhạy cảm nên hai con không được để em tiếp xúc với nhiệt độ nóng hoặc lạnh quá đột ngột.
con hiểu rồi ạ. Các bạn đã nhớ bài học này để chơi với em của mình đúng cách chưa nào? Gaspar cô đơn. Các bạn nhỏ sẽ được đi ra ngoài cùng hai bố. Gaspar, dừng lại đi. Ôi không. Lần sau, con không đùa như vậy nữa đâu đấy. Bố đưa chị vào viện, con đi trước với Gufu nhé. Các em đoán xem, Casper đang có suy nghĩ gì đây? Các con phải xoay nhanh hơn nữa nhé. Nhìn này, bố mua búp bê mới cho chị cơ. Casper có vẻ như rất tủi thân đó mà. Không ai yêu con cả. Không phải vậy. Cả hai chị em mà. Đừng ai hiểu nhầm bố mẹ mình như Casper nhé các em.